Chào các bạn nha. Hôm nay mình có nhận được một cái điều hòa inverter. Con này là của Capper nhá. Capper. Bạn nhìn này, main nó này. Nó sẽ có hệ thống báo lỗi này, giống như kiểu là của Samsung ấy. Main nó rất thoáng, thoáng hơn Samsung rất nhiều nhá. Đấy. Con này mình nhận về đây thì thiếu mất cảm biến này. Cảm biến này. Thế thì bây giờ chúng ta muốn biết cảm biến nó bao nhiêu thì rất đơn giản các bạn. Các bạn nhìn ở đây là jack cảm biến này. Đó, các bạn nhìn này. Ở ngay jack cảm biến có hai con trở 10k không ạ? Trở này là trở phân áp này. Thì lúc này hai con này mình sẽ thay bằng hai con 10k nhé. Thế thì khi mà con này mà cắm điện đúng không? Chạy một lúc này. Một lúc các bạn điền quạt này vẫn chơi quay này. Một lúc quạt mới quay cơ. Chúng ta đến quạt quay ngay. Giờ mình cắm điện thử, mình đo thử xem là đấy, bây giờ còn quay một lúc lâu còn quay đấy, và mình đo thử cái đường cảm biến được bao nhiêu vôn nhé, được khoảng 2,6 V nhé các bạn nhé. Hai đường cảm biến này giống nhau, 2,6 V. Nếu như trường hợp mà máy đang chạy như thế này đúng không mà mất xung quạt thì nó sẽ báo lỗi gì các bạn nhìn này. Đây mình rút xung quạt ra này để im lúc xem báo lỗi gì nhé. Thế cho bạn cái lỗi trên con Capper này. Sensor này thì các bạn thay bằng sensor 10k nhá. Vì mình thấy là giá trị con phân áp là 10k và mình gắn con 10k đây này. Đấy, và mình đo được 2,6V rồi. Đấy, khi chúng ta tháo xung quạt ra thì đương nhiên quạt nó sẽ quay tốc độ cao nhất này. Và một lúc nữa nó sẽ báo lỗi nhé. Và hôm nay mình sẽ check cho các bạn một số lỗi trên con điều hòa Capper này. Ví dụ như là hỏng xung quạt này báo lỗi gì này, đúng không? Rồi hỏng một trong hai con sensor này sẽ báo lỗi gì? Tiếp theo nữa là hỏng máy giao tiếp báo lỗi gì? Các bạn nhé. Chạy một lúc rồi, xung quạt mất một lúc rồi mà vẫn chưa thấy báo lỗi gì. Đây, đây là quạt dần nóng này. Ở đây nó lại có vù này. Đây này các bạn này, nó báo lỗi E4 này, sau hai lần quạt như bạn nhé, hai hồi quạt thì báo lỗi E4. Đấy, thế nên mai mà dưới dòng Capper inverter này mà báo lỗi E4 thì chắc chắn là liên quan xung quạt nhé, nó rơi khoảng mấy phút mới báo lỗi. Ok nhé, cầm đây. Thế bây giờ tiếp tục này, mình gắn lại xung quạt cho nó, chưa ạ? Bây giờ mình giả sử mình tháo một con sensor để xem nào. Con sensor này là room này, room là phòng này, nó có bên cạnh này. Đấy, E1 này. E1 là cảm biến phòng nó bị đứt. Mình đã chập được như thế đâu, phải rút điện nhé. Mình giả sử mình cho chập nhé. Chập nó đây. Đấy, bây giờ mình sẽ xem nó báo như nào nhé. Nhìn coi coi đi. Tầm 5 đến 6 giây thì báo lỗi E1 giống nhau nhé. Vậy như đây, vậy là trường hợp E1 là liên quan đến cảm biến đến cảm biến phòng. Bây giờ mình sẽ tháo con cảm biến dàn này ra. Sát rồi. Đây, tháo cảm biến dàn này ra. Dàn bên cạnh. Đấy, xem cho mình xem tình hình báo lỗi gì. Cũng tầm như vậy, 3 đến 4 giây là báo lỗi E3 các bạn. E3 nhé. Thế thì E1, E3 là liên quan cảm biến đúng không? E4 là liên quan đến sensor này về. Được chưa? Thế thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tách ra. Ở trên cái đường này đúng không? Đi về này sẽ còn những cái đường khác nữa. Đó là những cái đường như đường OVB nó báo về đây. Thế nếu mà những cái đường OVB báo lỗi thì về đây mà nó bị lỗi thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gì? Đúng không? Đây này các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo con R134 ra, tháo con dây ra thì mà lỗi gì nhá. Cái đường này thì một số con nó sẽ liên quan đường quạt các bạn ạ. Mình nghĩ là mất cái đường này thì nó sẽ gây ra hiện tượng là mất xung quạt. Nếu mất xung quạt thì nó sẽ gây ra hiện tượng là báo lỗi của đường quạt E4. Các bạn thấy không ạ? Hiện nay là một lúc lâu rồi mà quạt không thấy quay này. Không thấy quạt quay.
Thế thì nếu mà cái đường này mà lỗi thì nó sẽ bỡ lỗi đường quạt các bạn nhé. Mình nghĩ là nó sẽ chạy tầm khoảng một lúc rất lâu mà nó không quay là lỗi đường quạt. Đối với cái trường hợp mà khi mà máy hoạt động bình thường thì chúng ta đo giao tiếp này, đã đo chân quay xuống dưới thì vẫn còn hình như còn chỗ này úp xuống đi. Đấy, chúng ta sẽ đưa đo vào điện áp ở chân này này bằng thang DC nhá. Chúng ta đo giữa chân 2 và chân 3 này các bạn nhìn này. Chúng ta thấy nó dao động từ khoảng độ 40 cho đến tầm khoảng độ 80V nhé. Đây là máy giao tiếp, bạn nhìn này, nó báo lỗi. Đấy, báo lỗi. Đây là báo lỗi đường xung quạt nhé. Thế nên mai quạt mà không quay tí nào mà báo lỗi thì các bạn E4 thì các bạn kiểm tra mình cái đường xung với này. Em đứng. Nó liên quan đến đường xung quạt này nha các bạn nhé. Đấy, đây đường xung quạt. Thế tiếp theo nhé. Thế giả sử như sau, bây giờ mình đánh mất giao tiếp đúng không? Đây, ví dụ mình cho mất giao tiếp đi thì nó sẽ báo lỗi gì? Đây, giao tiếp mình rút hẳn ra này. Đánh rút hẳn ra chắc chắn là giao tiếp nó bị lỗi rồi, bây giờ mình cắm điện này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo giao tiếp nha các bạn nha. Đo giao tiếp. À, giao tiếp khi chúng ta, nếu mà mất giao tiếp này, chúng ta đo nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 110V đứng im DC nhé. Tầm 110V DC đứng im này. Đấy các bạn nhìn. Quạt nó có quay. Và các bạn xem báo lỗi gì không nhé. Để mình đo thử xem là khi mà mất giao tiếp boi bên dưới nó có phát xung lên không. Đấy. Vẫn cấp điện đứng boi dưới này. Boi bên dưới này các bạn này, mình thấy nó phát xung lên rất yếu. Bạn này nó có mấy volt thôi. Mình để vào đồng hồ thang 2.5V. Không thấy gì. Có thang AC để xem. Không thấy gì. Em tắt nhạc đi. Không thấy gì nhé. Bây giờ mình sẽ đến này mình đo cái xung giao tiếp từ con IC này nó báo về xem tình hình là nó có hay không nhé. Đây này. Đây chúng ta sẽ có hai con photo quang trên mạch giao tiếp nha các bạn nhé. Đây, hai con này. Thì con này chính là con phát xung giao tiếp từ bo dưới lên nhé. Mình vặn đồng hồ về thang 2.5 mình đo thử xem là có lỗi gì hay không. Các bạn nhìn này, nó vẫn phát xung này. Có nghĩa là cái con này ấy, khi mà mất giao tiếp ấy, ở bên trên này đưa xuống thì bên dưới vẫn phát lên và đồng thời báo E5 các bạn nhé. Một lúc sau là báo E5 đồng thời nhé. Khi mất giao tiếp các bạn nhìn thấy không, led 3 sáng này, led 2 sáng và led 1 nháy. Đây là cái biểu hiện của mất giao tiếp các bạn nhìn này. Led 1 nháy, led 2 sáng, led 3 sáng nha các bạn nhé. Đấy, ok nhé. Đây là báo lỗi E5 là mất giao tiếp nhé. Giả sử sau đây là mình có hai con cảm biến đúng không? Vâng. Một con là cảm biến ở dàn nóng là đầu đẩy máy nén này, một con là cảm biến ở ngoài nhiệt độ ngoài trời. Bây giờ mình giả sử con nhiệt độ ngoài trời nó bị chập đi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm thử xem nó báo lỗi gì nhé. Đây này các bạn này, mình thấy cái này rất là lạ là khi mà con cảm biến này nó bị chập này thì cái con block lại chạy bình thường các bạn. Chứ mà lúc sau block chạy không thấy báo lỗi gì. Đấy. Đấy. Thế thì bây giờ mình giả sử mình dứt cái con cảm biến này ra xem tình hình nào nha các bạn nhé. Đây nha các bạn nha, sau khi mà mình tháo con cảm biến này ra này, tức là đứt, giả lập cái con cảm biến này đứt. Thì các bạn nhìn này, ba đèn đỏ đều nháy. Ba đèn đỏ nháy đấy, đấy, mình thấy là ba đèn đỏ nháy và block có chạy này. Không biết là một lúc sau nó báo lỗi gì không, để mình theo dõi thêm nhé. Đây mình chạy rất lâu rồi và nó không ngắt, và mình tiến hành mình chập lại lần nữa mình thử gì các bạn này.
thì nó chạy một lúc nó ngắt ngắt block nha bạn nha. Đấy, ngắt block. Và mình để ý này. Thì led 2 và led 3 nháy, led 1 tắt. Lúc đầu lúc mà nó mới chập ấy thì các bạn thì nó mình chỉ thấy là hai cái led bên ngoài này sáng này, led giữa tắt này. Mà bây giờ thì hai led ngoài này nháy và led 1 tắt. Đấy. Tuy nhiên mình vẫn chưa thấy ba lỗi gì cả. Để mình thử xem một lúc nữa xem có lỗi gì không nhá. Mình thử rất lâu đấy, tầm 4-5 phút gì đấy. Đây đây là trường hợp mà nó bị chập ấy nhá. Còn đứt ra thì mình không thấy vấn đề gì. Đây nha các bạn nha. Đây là cái hiện tượng khi mà con sensor nó bị lỗi này. Con cảm biến ở bên giữa này. Con cảm biến ở giữa này này. Nó bị lỗi này. Đây này. Cái con mà có chữ bit pe gì này, nó lỗi này một lúc sau rồi. Nó ba lỗi E2 nha bạn nha. E2. Và đồng thời cái đèn led này. Led 1 sáng, led 2 và led 3 nháy. Nó chạy nó bật chạy block một lúc rồi bắt đầu ngắt đấy. Đấy. Nãy mình mới thử mình chưa thấy gì. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đánh nốt hai con cảm biến còn lại nha. Hai cảm biến còn lại. Nó đứt và nó chập luôn. Đây này bạn nhé, bây giờ mình tiến hành mình chập cái con cảm biến ngoài này. Cái con cảm biến mà có chữ XCHU gì này. Đấy, con cảm biến này mà chập thì hai cái đèn này, đèn 1 và đèn 3 nháy này. Đồng thời là trên vỉ mặt nó báo lỗi F4 luôn. Báo lỗi F4 luôn nha các bạn nhé. Đây là hiện tượng nó chập. Đấy, con cảm biến ngoài cùng này, lúc đầu là con cảm biến này nhá. Con bây giờ con cảm biến này, bây giờ mình sẽ đánh thử con cảm biến này đi. Có chữ room này nhá, xem nó biểu hiện ra làm sao. Thì lúc đấy là mình đang đánh là nó ở trạng thái là bị chập, bây giờ mình tách ra, bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh con bên này. Con room này, con này nó đi vào đây, thông vào đây nhá. Con này thông vào đây. Thông vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm thử nhá. Nó đánh đâu. Đấy mình có nghe đóng vô đây dưới đây. Lúc này mình thấy có độc led 3 sáng thôi. Led 1, led 2 chưa thấy gì. Và một lúc nữa xem là có lỗi gì không nhá các bạn nhé. Đây là mình đang đánh nó bị chập nhé. Còn dĩ nhiên ngày mai nó còn một cái trạng thái là bị đứt nữa các bạn. Bị đứt nữa. Bị đứt thì cũng có khi phải chờ thời gian nó mới báo lỗi. Quạt vẫn quay nhé. Sau một thời gian khoảng mấy phút ấy, thì các bạn nhìn này. Led 3 nó sáng luôn, xong nó chuyển sang led 1 nó nháy cái xong nó sáng luôn. Đồng thời bên phía trên này đang báo lỗi F6. Vậy thì con cảm biến ngoài này nó đang báo lỗi này F6 nữa các bạn nhé. F6 này, còn con này là em mấy nhỉ? F2 à? F2 này, F4 này. Ok chưa? Ở đây chính là ba cảm biến khi nó bị chập. Đúng không ạ? Chập. Còn đứt thì dĩ nhiên là có khả năng là nó sẽ báo lỗi khác một tí, hoặc là nó báo lỗi giống như này. Tuy nhiên lúc đấy cái con kia đứt thì mình thấy nó không báo lỗi gì và nó cho chạy. Này. Ok nhá. Rồi, đây là một số cái lỗi ở trên con này. Chúc các bạn làm thành công. Mình định dừng video ở đây, nhưng mà mình tiến hành là mình cho nó chạy với điện áp 110. Tức là mình giả sử điện yếu thì nó báo lỗi gì các bạn nhé. Nó điện yếu đương nhiên tất cả nó đều yếu thì xem nó báo lỗi gì nha các bạn nhé. Và đây là lỗi của máy khi bị điện yếu báo lỗi E5 nha các bạn nhé. Đấy, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghi chép lại đầy đủ cho các bạn này thông số này. Đấy. Lỗi mã lỗi điều hòa cáp bơ inverter này, xung quạt E4 này và xung ACD thì quạt không quay và cũng báo lỗi E4. Cảm biến phòng E1, cảm biến dàn E3, điện yếu E5, cảm biến room F6, đúng không? Room đây này. Bạn ạ, nó có chữ room ở đó, F6. Cái này là cùng nóng này. Cảm biến bip E này, E2 này. Cảm biến XA này, XA này, F4 này. Điện yếu thì vào lỗi E5 nhé. Yếu vào lỗi E5 chống này. Rồi, ok nhé. Chúc các bạn là có một cái mã lỗi để sửa các cái dòng này sau này.